Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, trong báo cáo đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế, mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2019 của VCCI đã có hơn 80% doanh nghiệp hài lòng và đánh giá mức độ dễ tiếp cận đối với chính sách thuế. Thanh toán thuế, nộp thuế điện tử là chỉ số của những tiến bộ rõ ràng và chính việc áp dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn kê khai, đăng ký và nộp thuế điện tử là điểm sáng trong cải cách hành chính của Việt Nam và đóng góp quan trọng trong việc tăng 10 bậc về năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Tất cả những nội dung trên sẽ được đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề Cải cách thủ tục hành chính thuế thuận lợi cho doanh nghiệp. Nhưng trước tiên mời quý vị theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. Báo cáo đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế, mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2019, VCCI cho biết, kết quả đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp với cơ quan thuế là 7,79 điểm, tương đương gần 78%, tăng 3 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát năm 2016 và tăng 7 điểm phần trăm so với năm 2014. Kết quả đánh giá chung của doanh nghiệp cho thấy, việc đơn giản hóa chính sách, thủ tục hành chính thuế, sửa đổi các quy trình, nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ doanh nghiệp kê khai, nộp thuế điện tử trong 3 năm, từ năm 2016 đến năm 2019 đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. So với cuộc khảo sát năm 2016, có 3 chỉ số tăng điểm, 2 chỉ số giảm điểm. Trong đó, chỉ số thành phần, sự phục vụ của công chức thuế được doanh nghiệp đánh giá là có tiến bộ nhất, tăng 1,5 điểm. Hai chỉ số tiếp cận thông tin và kết quả giải quyết công việc có kết quả tăng lần lượt 0,23 điểm và 0,41 điểm. Hai chỉ số thành phần còn lại giảm điểm nhẹ là thực hiện thủ tục hành chính thuế giảm 0,14 điểm và thanh tra, kiểm tra thuế giảm 0,52 điểm. Cụ thể, về thực hiện thủ tục hành chính thuế, trong 9 thủ tục được khảo sát năm 2019 liệt kê, có 3 thủ tục hành chính thuế được doanh nghiệp đánh giá là dễ và tương đối dễ dàng để thực hiện. Cao nhất là nộp thuế 98%, mua, đăng ký, báo cáo sử dụng hóa đơn thuế 94%, khai thuế, khai quyết toán thuế 92%. Về sự hỗ trợ của cơ quan thuế, có 86% doanh nghiệp đánh giá cơ quan thuế hỗ trợ hiệu quả và 83% đánh giá sự hỗ trợ của cơ quan thuế là kịp thời. Về công tác thanh kiểm tra thuế, có 94% doanh nghiệp cho biết thời gian kiểm tra thanh tra thuế đúng với quy định công bố. 93% doanh nghiệp được giải trình với đoàn kiểm tra thanh tra thuế về những vấn đề chưa rõ ràng. 90% doanh nghiệp nhận xét thái độ của cán bộ đúng mực trong các lần làm việc. 89% cho rằng công tác kiểm tra thanh tra không cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp và 80% doanh nghiệp nhận định niên độ kiểm tra thanh tra không chủ lắm. Với chỉ số sự phục vụ của công chức thuế năm 2019, nội dung này đã được doanh nghiệp đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực hơn hẳn so với những cuộc khảo sát trước đây. Năm 2014 là 5,36 điểm, 2016 là 6,36 điểm, 2019 là 7,86 điểm. Trong đó, các khía cạnh đánh giá là kỷ cương và tác phong làm việc của công chức thuế, mức độ hài lòng với công chức thuế tại từng bộ phận chức năng của cơ quan thuế và chi phí ngoài quy định trong thực hiện thủ tục hành chính thuế đều được cho là những phản hồi khá tích cực. Riêng chỉ số kết quả giải quyết công việc năm 2019 có mức tăng điểm, tuy chưa nhiều nhưng đã phản ánh một phần những nỗ lực của ngành thuế trong việc cải cách, đơn giản hóa chính sách, thủ tục hành chính, sửa đổi các quy trình, nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ doanh nghiệp khai thuế, nộp thuế điện tử. Thưa quý vị, thời gian qua, ngành tài chính mà tiên phong là cơ quan thuế đã đi đầu và chấp nhận sự đánh giá của doanh nghiệp để làm căn cứ thúc đẩy cải cách. Theo thống kê của VCCI, có đến hơn 80% doanh nghiệp hài lòng và dễ tiếp cận đối với chính sách thuế trong năm 2019. Để hiểu rõ hơn về mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, mời quý vị theo dõi những ghi nhận ngay sau đây. Nhanh chóng, áp dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức cho doanh nghiệp là những chia sẻ của doanh nghiệp này khi nói về những cải cách của ngành thuế trong thời gian qua. Hiện nay, cái tình trạng của các cơ quan thuế và cơ quan hải quan thì người ta có vẻ lấy là doanh nghiệp làm trung tâm và để là nuôi dưỡng nguồn thu. Đó là một cái chính sách tôi nghĩ là đối với cơ quan thuế và cơ quan hải quan là tuyệt vời. Cái thời gian làm việc với các cơ quan công quyền thì giảm xuống rất nhiều. Và đó là một điều rất là đáng mừng. Chính vì giảm cái thời gian đấy nên là giảm cho chi phí doanh nghiệp rất là nhiều. Qua kết quả khảo sát, đại diện VCCI đánh giá cao những nỗ lực của ngành thuế trong cung cấp thông tin chính sách thuế khi có đến hơn 80% doanh nghiệp hài lòng và đánh giá mức độ dễ tiếp cận đối với chính sách thuế. Bên cạnh đó, dịch vụ thuế điện tử được triển khai sâu rộng đến doanh nghiệp.
thanh toán thuế, nộp thuế điện tử là chỉ số có những tiến bộ rõ ràng và chính việc áp dụng công nghệ thông tin vào thực hiện kê khai, đăng ký và nộp thuế điện tử là điểm sáng trong cải cách hành chính của Việt Nam và đóng góp quan trọng trong việc tăng 10 bậc về năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Phải nói rằng trong suốt trong những năm qua thì ngành thuế và Bộ Tài chính đã là cái cơ quan chính phủ đi đầu tiên trong cái việc thúc đẩy cái việc cải thiện cái thủ tục hành chính và góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Và ngành thuế là cái ngành đã đi đầu trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong việc thực hiện xã hội hóa một số cái dịch vụ công trong lĩnh vực này, rồi trong việc thực hiện cái chính phủ điện tử để trực tuyến hóa cái việc kê khai và nộp thuế giữa cơ quan thuế với người dân. Rồi ngành tài chính và ngành thuế cũng là cái ngành đi đầu trong cái việc lắng nghe cái ý kiến của người dân và doanh nghiệp thông qua các cái cuộc khảo sát xã hội độc lập để đo cái sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cái việc thực hành công vụ của cái ngành này. Vấn đề thanh kiểm tra cũng đã có những chuyển biến tích cực khi có đến 80% doanh nghiệp đánh giá không trùng lặp. Đặc biệt, sự cải thiện tích cực trong phục vụ của công chức thuế và hiệu quả giải quyết công việc của công chức thuế đạt mức tốt 8,9 điểm. Điều này được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Việt Nam vẫn có sự cải thiện về điểm số, chúng ta lên được 1,2 điểm, nhưng chúng ta giảm được một ẩn. Như vậy thì trong 10 cái chỉ số về môi trường kinh doanh này thì chúng ta có 3 cái chỉ số mà chúng ta tăng hạng. Trong đó 2 cái chỉ số mà có cải cách mà nhờ đó thì có tăng hạng, đó là chỉ số về nộp thuế và bảo hiểm xã hội. Thái độ phục vụ của cơ quan thuế hoặc là tiếp cận những cái thông tin về chính sách chế độ thì tốt hơn nhiều. Và đặc biệt cái tiêu thức cao nhất là tiếp xúc là thương mại điện tử đối với lại cái kê khai nộp thuế điện tử. Gần như tất cả các doanh nghiệp được khảo sát là 98% đều đánh giá là thực hiện cái kê khai nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử thì đều có tác động tích cực đến doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể tiếp cận với cơ quan thuế 24/24 thông qua cái trên mạng, chứ giảm thiểu cái trực tiếp giữa người nộp thuế và cơ quan thuế. Trong thời gian qua, ngành tài chính cũng đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực thuế và đã đạt được một số kết quả bước đầu như xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, các quy trình nghiệp vụ về thuế để cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Qua đó đã cắt giảm được hàng trăm giờ nộp thuế cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện chỉ số nộp thuế và cải thiện môi trường kinh doanh. Đáng chú ý là năm 2019, Bộ đã trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế sửa đổi số 38 năm 2019 với nhiều nội dung mới, được quy định xuất phát từ yêu cầu của cải cách hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế, tiếp cận tới các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, tạo hành lang pháp lý cho việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại cho công tác quản lý thuế. Cho đến nay thì về cơ bản các thủ tục hành chính về thuế áp dụng đối với các doanh nghiệp thì cũng đã được thực hiện thông qua cái phương thức là điện tử. Thế và trong đó thì có 133 trên 304 cái thủ tục hành chính thì đã được cung cấp trực tuyến ở cái mức độ 3 và cái mức độ 4. Thế và theo thống kê báo cáo của cơ quan thuế thì đến tháng 10 năm 2019 thì đã có tới 99% các doanh nghiệp là tham gia là khai thuế điện tử. Thế và chúng tôi đã phối hợp với 52 ngân hàng thương mại để triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với trên 99% doanh nghiệp đã tham gia. Thế và việc hoàn thuế điện tử thì cũng đã thực hiện với 93% số doanh nghiệp là có cái nội dung về hoàn thuế. Bộ Tài chính cũng đã phê duyệt kế hoạch sắp xếp sáp nhập chi cục đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa ngành thuế và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao với mục tiêu đến cuối năm 2020 giảm thiểu 50% tổng số các chi cục thuế. Theo báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới đánh giá năm 2020 là thời gian nộp thuế của Việt Nam đã giảm 300 giờ so với năm 2014, giảm 114 giờ so với năm 2019. Số lần nộp thuế được ghi nhận giảm 15 lần so với năm 2014 và giảm 4 lần so với năm 2019. Xếp hạng về chỉ số nộp thuế tăng 64 bậc từ 2015 đến năm 2019, từ thứ 173 lên 109 trên 190 quốc gia. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đánh giá cao vai trò của VCCI và cộng đồng doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan thuế. Tôi thì thường xuyên nhận được những cái ý kiến phản hồi của các cộng đồng doanh nghiệp
thông qua VCCI là cầu nối trong việc tham gia xây dựng các cái văn bản quy định pháp luật về thuế cũng như là về quản lý thuế, tổng hợp phản ánh những vướng mắc bất cập về chính sách, các cái thủ tục và việc thực thi của các cơ quan thuế thông qua những cái hội thảo, những cái hội nghị đối thoại chính sách với các doanh nghiệp. Qua đó thì đã giúp cho Bộ Tài chính và cơ quan thuế nắm được những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp và đưa ra những cái đề xuất về cải cách chính sách lên Chính phủ, lên Quốc hội ngày càng phù hợp hơn và có hiệu quả hơn. Trong thời gian tới đây, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo Tổng cục Thuế, cơ quan thuế các địa phương tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ quản lý thu thuế, thu đúng, thu đủ, chống thất thu ngân sách, đảm bảo phát hiện ngăn chặn kịp thời và phòng ngừa những trường hợp trốn thuế, tránh thuế hay làm xói mòn cơ sở thuế. Đồng thời, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế, trong đó tập trung hỗ trợ cho nhóm doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp. Trong những năm qua, cải cách chính sách và thủ tục hành chính thuế ở Việt Nam đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, do hệ thống thủ tục hành chính thuế của Việt Nam vẫn tương đối phức tạp, đòi hỏi ngành thuế cần tiếp tục nỗ lực cải thiện hơn nữa để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Mời quý vị theo dõi chùm ý kiến ngay sau đây. Chúng tôi cũng mong muốn rằng là những cái bên cạnh những kết quả đạt được, thì ngành thuế đã có nhiều nỗ lực rồi, thì cái quá trình cải cách vẫn phải là tiến trình tiếp theo. Và với cái sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tài chính và sự quyết tâm vào cuộc của lãnh đạo Tổng cục Thuế, mà nếu như lãnh đạo không, mà cán bộ công chức không nhập cuộc cũng rất là khó. Bởi vậy, cùng tất cả cán bộ công chức thuế cùng nhập cuộc và cùng với cái chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, thì tôi tin chắc rằng là cái cải cách thuế nó sẽ tốt hơn, và cái rủi ro về thuế nó cũng thể sẽ giảm thiểu. Và chúng ta thực sự đã đạt được cái mục đích là gì? Góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam để đạt được cái yêu cầu mà Chính phủ đã đề ra trong nghị quyết hiện nay. Và tôi nghĩ là cần phải, để đạt được cái mục tiêu này, thì tôi nghĩ là ngành thuế vẫn tiếp tục trên cái lộ trình cải cách đã được vạch ra, và tôi cho rằng đã rất là đúng đắn. Vẫn phải tiếp tục đơn giản hóa các cái thủ tục hành chính thuế, vẫn phải ứng dụng mạnh mẽ về cái công nghệ thông tin, vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh cái xã hội hóa, và vẫn phải tiếp tục thực hiện cái nguyên tắc quản lý rủi ro trong cái thanh tra kiểm tra, để tránh thanh tra kiểm tra trùng lắp và tránh cái gánh nặng trong lĩnh vực này, cũng như là tìm mọi cách để giảm thiểu các cái chi phí cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các cái thủ tục hành chính về thuế. Duy trì và cung cấp dịch vụ thuế điện tử từ cái khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế cũng như là hoàn thuế, giảm cái thời gian công sức thực hiện cho doanh nghiệp, áp dụng quản lý rủi ro trong cái công tác thanh tra kiểm tra và xử lý kịp thời những cái trường hợp là vi phạm hành chính về thuế, xây dựng cơ chế về cơ quan thuế công khai, minh bạch và tăng cường cái sự giám sát của người dân, của doanh nghiệp đối với việc thực thi công vụ của các cơ quan thuế cũng như là các cán bộ công chức của ngành thuế. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Tài chính thuế tuần này. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Xin kính chào và hẹn gặp lại.